Ủy ban Nhân dân huyện Bình Đại tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, căn cứ điều trị chăm sóc thương binh tỉnh Long An trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại xã Thừa Đức. Đến dự có ông Nguyễn Xuân Ánh, Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, ông Mai Văn Diệu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Sau chiến dịch Mậu Thân năm 1968, chính quyền Sài Gòn tổ chức phản kích, trả thù quyết liệt trên khắp chiến trường miền Nam. Trên giành đai bảo vệ Sài Gòn, địch tung các sư đoàn bộ binh, thủy quân, lục chiến và các lực lượng dự bị chiến đấu càn quét, đánh phá liên tục, gây cho ta rất nhiều tổn thất. Trạm quân y tiền phương đầy ắp thương binh, những thương binh nhẹ phân tán trong dân, phải đưa xuống hầm bí mật. Trên chiến trường Long An, nhiều cán bộ chiến sĩ bị thương vong, dùng căn cứ cách mạng bị địch tăng cường càn quét ác liệt. Các trạm xá quân y đặt ở Tân Trụ, Châu Thành, Cần Đước liên tiếp bị địch đánh phá làm cho số thương vong tăng thêm. Không thể bám trụ, quân y Long An phải xây dựng cơ sở ngoài địa bàn để chăm sóc thương binh. Tư lệnh trưởng phân khu 3 quyết định cử cán bộ đi tìm điểm lập căn cứ để vận chuyển, che giấu, nuôi dưỡng thương binh. Qua tìm hiểu, nghiên cứu địa bàn ở nhiều tỉnh đã quyết định chọn 3 xã Thừa Đức, Thành Phước, Thới Thuận, tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, phân khu 3 chọn xã Thừa Đức để vận chuyển, che giấu, chăm sóc nuôi dưỡng hơn 120 thương binh. Vì qua nghiên cứu thực tế cho thấy, càng về hướng biển, địch kiểm tra càng lỏng lẻo. Đoàn tổ chức đào hàng chục hầm trú ẩn để làm điểm ở, cứ 6 hầm là một điểm. Đến cuối tháng 2 năm 1970, đoàn thương binh đầu tiên được chia thành nhiều đợt vượt qua sông Cửa Đại, chuyến đầu tiên chuyển thành công 20 thương binh. Cuối tháng 3 năm 1970, tất cả thương binh Long An đã được chuyển an toàn đến xã Thừa Đức, được nuôi giấu trong nhà dân thuộc ấp Thừa Long, Thừa Trung. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tài trợ kinh phí xây dựng nhà bia lưu niệm. Công trình này là nơi giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng cho người dân địa phương, đồng thời ghi dấu mối quan hệ gắn bó giữa quân và dân tỉnh Long An với xã Thừa Đức, huyện Bình Đại. Xã Thừa Đức cũng là nơi đặt các cơ quan của tỉnh ủy Bến Tre, huyện ủy Bình Đại, nhà in Chiến Thắng, trường Đảng tỉnh, trường huấn luyện đặc công và bến tiếp nhận vũ khí, các cơ quan của tỉnh Gò Công, An Dưỡng Gò Công, tỉnh ủy và quân y Long An. Ngày 29 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành quyết định số 2748 xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, căn cứ điều trị chăm sóc thương binh tỉnh Long An trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại xã Thừa Đức, huyện Bình Đại. Tại lễ đón nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An trao 25 phần quà cho gia đình chính sách tại xã Thừa Đức.